Nông Trại Nguyễn xin chào tất cả các anh chị. Thì tiếp tục series hướng dẫn chi tiết toàn tập quy trình nho ngón tay đen xử lý ra bông đến khi thu hoạch. Thì tập trước thì Farm Em đã quay lên cho các anh chị là những cái bông nó nứt ra, những cái mầm nó nứt ra thì có bông. Nhưng mà tính từ thời điểm đó đến đây là hiện tại là trời nó mưa như thế này, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về và mấy bữa giờ là mưa rất là dữ dội. Thì như em với ba em đã chia sẻ về yếu tố mà khi bấm cành mà nho giai đoạn từ 10 ngày đến 20 ngày mà xuôi bài mà gặp mưa thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với vườn nho của mình. Dù cây nho đã được Farm Em nuôi rất là lọt, chế độ phân rất là chuẩn, nhưng mà yếu tố thời tiết nó cực kỳ quan trọng, nó chiếm trên 50% quyết định. Nên là thường như vườn nho này Farm Em đã chờ tới tháng giêng rồi, Farm Em chờ tới tháng chạp rồi và tháng một tây đó. Nhưng mà thường thì mỗi năm thì đến đây là đảm bảo thời tiết rất là tốt rồi, nhưng mà không ngờ không khí lạnh tăng cường xuống mưa và cả tuần này. Đây như các anh chị thấy nè, đây là những cái mầm nho mà nó nứt sâu này, mà gặp mưa này. Đây là ho này các anh chị, nhưng mà gặp mưa nó đứng cứng ngắc vậy luôn, nó không thể tạo cám được bởi vì nó không có đủ lượng ánh sáng, và cũng như nước mưa nó ảnh hưởng tới cái việc tạo cám của bông. Đây như đây này các anh chị thấy không, nếu mà chỉ cần thời tiết tốt thôi là những cái đây này nó sẽ ra bông rất là to và bự, nhưng mà hầu như là nó đều bị tạch hết. Đó, đây kéo râu luôn, như đây là nhiều trường hợp mà kéo râu này. Đó, đây không, ra không có thể mà nó phát triển được. Nên các anh chị đã bước vào nghề làm nho thì hãy chú ý Farm Em đã làm ra những cái video gì và lưu ý những gì thì các anh chị phải tuân thủ theo, thì để tránh xảy ra những cái rủi ro ngoài ý muốn đó. Còn mà yếu tố thời tiết đó, thì nó phụ thuộc vào không phải là do mình quyết định rồi đó, nên là mình chỉ có cách đó là mình xem và mình quyết đoán để mình quyết định ra cái vườn nho của mình xử lý thôi. Đây nè các anh chị thấy không, bông nó ra này đó, nhưng mà nó bị tiêu hết, ra nó đứng cứ ngắt luôn, nó không lớn nổi, nó không có lượng ánh sáng và cũng như nước mưa nó ảnh hưởng đó. Còn đây này, đây là cái cành đầu tiên mà em với ba em quay này đó, các anh chị mà xem ở tập 3 sẽ biết đó, nó ra trước này, nhưng mà cái nó đã tạo cám rồi, nhưng mà cái bông nó vẫn không có thể lớn được. Chứ như mà gặp điều kiện mà nắng đẹp á thì đảm bảo những cái bông này rất chất lượng cho các anh chị đó. Và cái dây ở trên này á thì nó đã nứt nhiều rồi, tỷ lệ là cũng 50% nó lên rồi. Và theo dự báo thời tiết á thì có thể ngày mai ngày mốt bắt đầu nắng, thì hy vọng những cái mầm nho sâu và hay là những cái mầm nho nó còn đang chuẩn bị chưa bung á thì nó ra nó gặp ánh sáng thì nó sẽ có một lượng bông ổn định. Nhưng mà theo kế hoạch của Farm Em thì cái vườn nho này nó đã nảy mầm trên 50% rồi và không có bông như mong muốn, thì Farm Em sẽ xử lý bấm cành lại thêm một lần nữa để cho những cái mầm ngủ phía trong này. Đây thì tương lai Farm Em bấm lại thì sẽ quay lên cho các anh chị xem. Đây là những cái mầm dự trù khi mà mình cái vườn nho mà bấm ra xuôi bài gặp thời tiết xấu. Đây các anh chị thấy không, cái hầu như cái cành nào nó cũng có cám bông hết nè, nó có cái hình thành cái bông này đó, nhưng mà nó lớn không nở đó, bởi vì mấy bữa giờ là cứ mưa dầm như thế này cả ngày luôn đó. Đó em quay lên để các anh chị biết và biết sợ cái thời tiết nó ảnh hưởng như thế nào đến cái vườn nho của mình đó. Hầu như là cành nho của Farm Em thì dự đoán là chắc chắn 100% là sẽ ra bông luôn á đó. Và tiếp theo những lúc nãy em nói á thì Farm Em sẽ bắt đầu bấm thốn lại, và cách bấm thốn như thế nào á thì tiếp tục chia sẻ lên cho các anh chị cũng biết. Và đây là ý trời rồi, nên là chắc là ông trời muốn Farm Em chia sẻ thật kỹ về tất cả những bí quyết của Farm Em đó. Nên là hiện tại đây là gặp mưa này, gặp mưa và nho cái vườn này á nó đã nứt nhiều, thì tương lai Farm Em sẽ bấm lại thì cái xuôi á thì có trời mưa, và còn cái may mắn á là cho các anh chị á là khi gặp mưa á thì tiếp tục Farm Em cũng đang cũng rất lâu rồi để có cơ hội để quay cái xử lý mà nếu mà bấm cành mà không như mong muốn mà cái cành nho của mình vẫn rất là khỏe thì có cái phương án B.
thì sau khi hết mưa tầm khoảng 3-4 ngày thì farm em bắt đầu lên kế hoạch để xử lý, bấm bỏ hết tất cả những này và để những cái mầm mới phía trong này đó. Nên cái việc mà farm em để ở Ninh Thuận em hoặc là farm em để cành dài thì cũng có cái lý do của nó, để dùng phương án B là sau khi mà mình bấm công hiệu quả do yếu tố thời tiết thì mình có thể bấm lại để cho nho nó ra lại từ đầu đó. Thì đây là cái vườn này, vườn phía trên, thì em xin mời các anh chị tiếp tục đi xuống hai cái vườn đó đây. Và hiện tại bên đây này là nho hạ đen với mẫu đơn đó, cũng dính mưa luôn. Và mẫu đơn thì cũng may mắn là hiện tại nó vẫn chưa nảy mầm, nên là hôm em đang tiếp tục chờ theo dõi, chứ mưa kinh khủng quá. Còn ở trên đây là hạ đen này, thì để khi mà nho nó nảy mầm ra thì em sẽ so sánh luôn giống nào dễ ra bông, giống nào khó ra bông, gặp một cái yếu tố bất lợi là yếu tố thời tiết đó. Đây này, cái này có một số nó nảy mầm này và có thấy bông này đó, nhưng mà do mưa quá nên nó tiêu hết, rất khó chịu. Đây các anh chị, không thể tạo cám bông được khi mà gặp mưa, dù trong mái che. Tại nhiều anh chị đang mắc sai lầm và đang cứ nghĩ mình làm mái che á thì yếu tố thời tiết nó không ảnh hưởng gì đến cái việc ra bông của cây nho, là cái đó là sai lầm rất lớn nha các anh chị đó. Nên là các anh chị hãy tìm hiểu thêm để biết chức năng của mái che. Thì em không có phủ nhận là công dụng của mái che, bởi vì tương lai farm em vẫn làm hệ thống vườn nhà kính mái che, nhưng mà mình sẽ có một cái biện pháp cực kỳ hiệu quả hơn để giúp cái vườn nho của mình đạt năng suất hiệu quả và cũng như là ít bị hư hại, thì lúc đó farm em sẽ quay. Còn đây là cái vườn ngón tay đen ở dưới đây này. Ở dưới đây thì nó mới đang nảy mầm mà, thì dự báo thời tiết thì ngày mai nó cũng hết rồi, nên là một số này thì nó mới nảy mầm được khoảng 20%, thì còn 80% còn lại thì farm em sẽ quyết định để và không có để bấm thốt như cái vườn trên kia. Thì để có nhiều vườn như vậy á, để cho các anh chị dễ so sánh và hình dung hơn đó. Đây đó, còn đây em mời các anh chị xuống vườn chữ Y nữa. Hầu như là mưa rất là kinh khủng luôn. Hồi giờ là mới thấy tháng một tây rồi mà ở Ninh Thuận vẫn còn mưa to như thế này. Đây cũng may mắn là những cái cành chất lượng này nó chưa nảy mầm này, chứ nảy mầm ra nó ao hết đó. Đây này các anh chị thấy không, nó ra bông luôn này đó, nhưng mà nó lớn nổi đó. Đây tất cả luôn, nhưng mà cũng may mắn cái này mới nốt được 10% à đó. Đây là cái cành mà hôm bữa em với ba em quay này, có bông này, thấy anh chị thấy không, ra trước một tí này, nó bông này thì lúc đó thì nó đã tạo cám được rồi, nhưng mà không có ánh sáng thì nó cũng không có lớn nổi này, nhưng mà cái này thì chắc chắn có bông rồi đó. Còn như mấy cái ra sau này nó ngắn hơn này, các anh chị thấy không, bị tạch luôn đó, nó ra cuốn ho rất là rõ này, nhưng mà không thể tạo được bởi vì không có ánh sáng đó. Đây tạch hết. Đây cái này có cuốn bông luôn, cũng tạch luôn do yếu tố thời tiết. Thì tương lai khoảng 3-4 ngày sau thì trời, cầu mong sao cho thời tiết nắng đẹp để farm em tiếp tục thực hiện phương án là bấm thốt lại đối với vườn trên. Và hai vườn này thì vẫn để và xem yếu tố thời tiết nó quan trọng như thế nào, để cho các anh chị dễ hình dung hơn về cái yếu tố thời tiết và mình phải canh yếu tố thời tiết để mình xử lý. Như farm em năm nay thì dù canh dù chờ đợi rất là nhiều, nhưng mà xui bài ông trời thì không thể đoán được trước điều gì. Và hiện tại thì ông trời ổng đang rất là âm u và mưa mấy bữa giờ đó, nên em quay lên video này để cho các anh chị hiểu hơn về nghề nho. Và đôi lúc nông dân do yếu tố thời tiết vẫn bị thất bại như bình thường, và như farm em vẫn vậy thôi đó. Nhưng mà farm em đã có kế hoạch tiếp theo để tiếp tục xử lý, để lên một phương án mới và tiếp tục xử lý. Và video tiếp theo thì farm em xin tiếp tục quay lên để chia sẻ cho các anh chị. Thì vậy video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.